Bạn đặt về một nồi chèn chết á, vì chân nhà đuối thì anh chui chắc chân tìm mà tại giờ ta lấy hả tạ đậm đến tỉ chụp khi mà bị phai vậy chặt mặn phật lại từ khi chặt mặn phật mày nè chặt mặn phật anh em chặt mặt chết rồi ở đâu rồi tại nên có cái máu chặt này đầy luôn đi chăm sạch ở dưới này một chai chứ đắng một vài điểm chắc thịt chân nặng bốn trăm bốn co với nhẹ bình thường bây giờ nó tốt bây giờ chạy nhẹ rồi này ở bên ở xịt kìa bè sân này bè này sân ai bị nấp cháu nhỉ